chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu tới các bạn tựa game Duet. Nghe tên đã có kiểu như là phải có sự kết hợp giữa hai bên. À, nó đang giới thiệu. Thì đây là một tựa game có thể nói là kiểu casual game thôi, rất là đơn giản. Và nhiệm vụ của chúng ta là chúng ta sẽ đi theo từng màn sử dụng. Nếu bấm vào bên phải thì nó sẽ quay về bên phải, bấm vào bên trái nó sẽ quay về bên trái. Rồi, ok. Đấy. Và nói đấy, nhiệm vụ của chúng ta là không được để hai cái quả đấy chạm vào chướng ngại vật. Chẳng hạn như bây giờ đấy, gần được rồi. Đấy. Rất là hại não. Qua. Qua. Được rồi. Ngon. Game rất là ấy. Úi. Đấy, vỡ rồi. Một đấy game có thể nói là gameplay rất là đơn giản thôi, nhưng mà cái phải nó phải có nói về cái khả năng kết hợp hai bán cầu não của mình, xử lý tình huống rất là nhanh nhạy. Ôi, mình lên được cao đấy, vừa nãy chơi thử mãi không qua được. Ui, rồi. Ôi. Hả? Phải chút sâu lab. Ờ, công nhận. Đấy, game rất là mình cũng không biết nói thế nào nữa, cũng là một thể loại game khá là ức chế. Công nhận nó hướng dẫn là chỉ cần hâu vào bên lab là đỗ, nhưng mà cần phải khéo léo. Vừa rồi là bài trải nghiệm của mình về tựa game Duet. Với những bạn mà muốn test cái khả năng khéo léo và căn chỉnh của mình thì tựa game này khá là vui. Thi nhau là combo hoặc là ID cao hơn cũng khá là vui. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các số sau của gamehub.vn. Để cập nhật thêm những thông tin mới nhất về làng game mobile trong nước và quốc tế, các bạn có thể theo dõi tại website fanpage của gamehub.vn. Giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại.